ai cũng công nhận khi diện tà ác dài con gái bỗng trở nên đáng yêu, nữ tính và đúng chất con gái hơn hẳn ngày thường. Không biết bao nhiêu cô nàng đã được dân mạng truy lùng info, không ngần ngại phong tặng danh xưng hốt chỉ sau một đêm đăng tải khoảnh khắc xuất thần khi diện tà ác truyền thống này của mình. Mới đây, dân mạng đã phát hiện ra một cô nàng diện ngắn dài với màu sắc cực nổi bật trong ngày khai giảng. Khác hẳn mọi người thường mặc màu trắng, cô bạn chơi hẳn màu hồng cánh sen đến trường. Tuy có hơi chói lòa trên mức cho phép nhưng tất cả đều có thể bỏ qua vì cô nàng trông vẫn quá đổi xinh xắn và đáng yêu thế này cơ mà. Nữ sinh diện tà ác dài hồng khiến biết bao chàng trai thương nhớ. Được biết, cô bạn diện ngắn dài nổi bật này là Hoàng Hạnh Nguyên, hiện đang là sinh viên năm nhất học ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nguyên chia sẻ kiểu ảnh này mình chụp hôm khai giảng, nhưng không hiểu sao dù đăng tải khá lâu rồi vẫn được cộng đồng mạng quan tâm và yêu thích nhiều đến vậy. Tuy đang là mẫu ảnh khá ăn khách trên mạng xã hội nhưng cô bạn lại quyết tâm theo học ngành thiết kế thời trang. Hạnh Nguyên chia sẻ về lý do chọn ngành học của mình, năm lớp 12 mình được một bạn giới thiệu lớp học vẽ, càng học càng thấy hứng thú nên mình quyết định theo đuổi ngành này. Từ năm lớp 9, mình đã cố gắng bước chân vào con đường làm mẫu ảnh, mẫu ma cúp. Sau này rộng hơn thì làm côn chuyên quảng cáo quần áo, mỹ phẩm rồi check-in, quay. Mình quyết định học ngành thiết kế thời trang này cũng là để gắn liền với những gì mình đang theo đuổi. Sở hữu chiều cao khủng và dốc dáng cân đối nên định hướng tương lai của cô bạn là vừa làm một người mẫu vừa có thể thiết kế những bộ quần áo thật thời trang. Hạnh Nguyên còn có cá tính cực mạnh khi luôn thích làm mọi thứ một mình bất kể công việc hay các hoạt động giải trí khác như đi du lịch, xem phim. Cô bạn gây bão trong tà ác dài chính là Hoàng Hạnh Nguyên, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cô bạn khoa khéo nét đẹp ngây thơ trong tà dài trắng. Chia sẻ về cuộc sống đại học, cô nàng cho biết, mình thấy môi trường đại học khác rất nhiều với cấp 3. Ví dụ như trường mình đang theo học luôn đạt tiêu chí sinh viên phải rèn luyện thể chất vì muốn ra khỏi trường phải hoàn thành tiêu chuẩn các loại thể dục. Có rất nhiều câu lạc bộ với hoạt động ngoại khóa giúp mình năng động và hòa nhập hơn. Cái khó khăn lớn nhất mình đang gặp phải là môn tiếng Anh vì phải học thật nhiều mới đáp ứng được chuẩn đầu ra nhà trường yêu cầu. Hạnh Nguyên có định hướng rõ ràng và kiên trì theo đuổi đam mê ngay từ khi học cấp 2. Cô bạn bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm lớp 9, chụp hình cho các nhãn hiệu hay các shop thời trang từ đầu năm lớp 12. Đến bây giờ cô nàng vẫn không ngừng theo đuổi vì công việc này giúp có thêm nhiều mối quan hệ, gặp gỡ được nhiều người và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các anh chị làm chung. Những ngày đầu tạo dáng và biểu cảm khuôn mặt đơ, những ngày phải đi làm cả ngày cũng không khiến Nguyên buồn lòng bằng những bình luận chê bai trên mạng. Có rất nhiều người không follow nhưng vẫn vào story của mình hàng ngày để bới lỗi soi mói. Bình luận hắc ý rất nhiều, nói mình tính cách xấu này kia rồi còn chê bé mà trang điểm người lớn quá, ăn mặc không đúng lứa tuổi. Lúc đầu mình buồn lắm, suy nghĩ về nó khá nhiều, nhiều lúc tủi thân lại ngồi khóc. Nhưng sau này ngẫm lại việc khóc lóc chỉ khiến người đời hả hê nên mình lại cố gắng ổn định tinh thần và bắt đầu trở lại thật tốt. Cô bạn theo đuổi phong cách quyến rũ nhưng cũng không kém phần nữ tính. Tạo hình đúng chuẩn virus học đường khiến bao chàng trai và cô gái loạn nhịp. Hạnh Nguyên theo đuổi đam mê rất nghiêm túc khi ngay từ năm lớp 9 đã bắt đầu đi làm người mẫu ảnh. Nữ sinh có cá tính khá mạnh khi luôn muốn làm mọi thứ một mình dù đó là công việc hay là hoạt động giải trí như đi du lịch, xem phim. Một số khoảnh khắc đời thường xinh xắn khác.